nhân duyên sâu đậm nghĩa tình, với người họ nguyện tâm mình yêu hiền. Hôm nay cô có mối duyên nhờ ơn phúc đạo thiên liên xây dần, nhịp cầu nhân ai duyên phần, ơn trên xây chuyện tại trần, cho con tưng dụng ơi đạo đức mãi còn, danh tiền lợi lạc đau mòn cùng tiêu. Nhưng con đã biết nhiều điều về trong Phật Pháp, con bắt cầu kiều cho nhân, cảm tạ ơn con hiền đạo, cảm tạ người hiếu thảo gửi đồng ngân để mà lo thế tài trần, cho thầy sư có phương tiện để phước phần ấm no đó là. Vâng, Thí Dũng xin ái kính chào tất cả quý vị, kính chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là vui vẻ, mát mẻ và thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, buổi chiều ngày hôm nay Thí Dũng có duyên lành trở lại am của cô Năm Thảo để cúng dường cho 16 vị tăng sư ni đang tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu ở bên trong, và cầu an cho bá tánh vạn dân, cũng như là dùng cơm chay với chùa của cô Năm Thảo. Một chút nữa Thí Dũng sẽ thay mặt chị Nguyễn Thị Nét ở bên Hoa Kỳ đã gửi cho Thí Dũng 3,2 triệu để cúng dường cho mỗi vị là 200k. Thì ngay sau đây Thí Dũng xin mời quý vị cùng theo chân của Thí Dũng vào bên trong hoa viên của cô Năm Thảo để xem các vị tăng sư đang tụng kinh bên trong nhé vị. Xin kính mời tất cả quý vị. Được nghe người lối, được thấy người tâm
Thức ăn này chuẩn bị từ lúc mấy giờ vậy cậu ba? À, 1 giờ. 1 giờ đó vậy hả? Để làm tiệc tàn chiêu đãi cho các chư tăng đi ha, cúng dường cho sư cô sư thầy. Món này là mì Hàn Quốc mới tập. Mì Hàn Quốc hả? Chơi kim chi nè, mì Hàn Quốc ha. Kim chi nè cậu ba. Hôm nay cậu ba làm cái món cái này là chị tự làm nhà hết. Để cúng dường cho các thầy cô. Kim chi này làm đầu bếp chính của Am cô Nam Thảo nha. Kinh nghiệm 20 năm chưa cậu ba? Có hơn rồi. Kinh nghiệm nấu đồ chay hơn 20 năm hả? Người xong rồi cậu ba. Nhìn rất là bắt mắt nha. Bữa nay cậu ba làm món mì Hàn Quốc để cúng dường cho các thầy, các cô. Dạ con kính thưa chị cô, con là Tín Dũng và cậu Nhân Ái, thì hôm nay con xin đại diện chị Nguyễn Thị Nát ở Đông Kỳ đã gửi cho con 3.2 để cho con xin được nhân lên cúng dường cho các thầy các cô 16 sư thầy sư cô ngày hôm nay. Dạ con xin thay mặt gia đình của chị Nguyễn Thị Nát ở Đông Kỳ. Dạ Tiến Dũng xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Nét đã hỗ trợ cho Tiến Dũng 3.2 để cho Tiến Dũng thay mặt gia đình của chị cúng dường cho các thầy cho các con. Xin cảm ơn chị. Dạ con xin chúc cho các thầy Phật. Dạ con xin kính chào các thầy các cô nha. Dạ.
Dạ con kính chào cô Năm. Dạ hôm nay ngày 14 rằm thì am tự của cô Năm có thỉnh các ni sư ở trên núi xuống để mà tụng kinh Vu Lan báo hiếu với kinh Cầu An hả cô Năm? Kinh Cầu An. Dạ. Các vị ni sư này là tu ở trong ở cốc không à cốc con không ơi? Cô Năm. Cốc không, không có ai ở chùa chứ. Vậy hả? Tức là những vị này là chỉ tu ở các cốc và tu ở bên bên triền núi thôi. Trên núi nữa. Trên núi nữa. Trên núi có, triền núi có. Dạ dạ. Lâu lâu là các vị sư mới chị nào hay, mình có thỉnh mới tới. Dạ dạ, nào mình có thỉnh mới tới. Bao nhiêu vị thì bao nhiêu vị đến. Dạ. Để cúng cho Phật tử xa gần vậy đó. Dạ. Thì mấy vị mới đến chứ tự nhiên thì ta không có đến. Dạ dạ, như những ngày lễ lớn của bên Đạo Phật hay con Năm ha. Lễ lớn rồi mình còn có cúng có nhu cầu á. Dạ. Thì quý sư tới. Dạ. Thì hôm nay con được phép đại diện chị Nguyễn Thị Nét ở bên Hoa Kỳ gửi cho con 3.2 triệu để cho con cúng dường 16 vị ngày hôm nay. Thì cô Năm cũng được cái nhân viên sau khi cô Năm tổ chức. Dạ. Có Nét cùng với cô đông tay lại. Dạ. Để mình cúng dường cho các chức tăng để có điều kiện tu tập. Dạ. Trước mắt thì một cái nhân duyên mà đi vào một cái hướng làm một cái việc rồi trong cái đạo pháp. Thì trước mắt là cô Năm trước hết, cô Năm gửi lời cảm ơn cô Nguyễn Thị Nét. Tuy rằng không biết mặt mà biết được cái lòng. Dạ. Đó, thì giờ cô Năm á, cũng thấy nó có cái nhân duyên với cô Năm. Cho nên á, cái lòng cô Năm nó có cái thiện cảm. Muốn nó nói qua những lời á, cảm tạ này với cô Nguyễn Thị Nét. Dạ. Thì nhờ Tấn Dũng làm nhịp cầu để cô Năm gặp gỡ được một cái người là con hiếu đạo để cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho Cửu Quyền Thất Tổ. Thì cô Năm trọng cái tâm lành, cái ý đạo, cái tánh trung kiên, hiếu hạnh thì không biết nói gì hơn. Dạ, mô Phật chào thầy. Dạ dạ, con chào dạ. Thầy. Dạ. Dạ. Thì cô Năm muốn gửi qua những lời cảm kích này cho con Nguyễn Thị Nét, mong con có điều chi thì cũng hoan hỷ. Dạ. Đây là một cái tình cảm tình thương cho nên nó bất chấp cái gì mà để thể hiện trong cái lời nói để gửi cho con. Người đời thì có được những của cải tốt đẹp, những đồ giá trị gửi lời tặng, những tấm lòng mà cao thượng như vậy, còn cô Năm thì trong sự tu tập thì được cảm ứng, được phước báo là bên trên cho cô Năm có những cái lời thuyết pháp. Yeah. Cảm ứng này thì cô Năm xin gửi tặng con để làm món quà tinh thần để công việc này. Cô Năm cũng cầu sao con ngày con còn làm được nhiều hơn nữa thì báo hiếu cho cha mẹ. Yeah. Cho ông bà Cửu Quyền Thất Tổ. Dạ dạ, mô Phật chào sư cô. Nhân duyên sâu đậm nghĩa tình với người họ nguyện tâm mình yêu hiền, hôm nay cô có mối duyên nhờ ơn phúc đạo thiên liên xây dần. Nhịp cầu nhân ai duyên phần, ơn trên xây chuyện tại trần, cho con tưng dụng ơi đạo đức mãi còn, danh tiền lợi lạc bao mòn cùng tiêu. Nhưng con đã biết nhiều điều về trong Phật Pháp, con bắt cầu kiều cho nhân, cảm tạ ân con hiền đạo, cảm tạ người
hiếu thảo gửi đồng ngân để mà lo thế tài trần cho thầy sư có phương tiện để phước phần ấm nó, đó là đạo đức của họ nguyện ban cho tên là thì nét để lo bao hành ơn thiên chỉ giao đường lành. Người con hiếu thảo biết tạo thành phước duyên để đền ơn đáp nghĩa cụ quyền, đền ơn cho cha mẹ tại tiền tăng long. Phước duyên con đã gieo trồng, cô đây cảm kích tâm lòng của con. Phận cô lo chuyện nuôi non, còn con xa cách mà tâm con vẫn hành nơi đất Mỹ tìm người lành rất thêm hướng về đây để kiếm phước lành. Việt Nam xa cách trời xanh, con ơi lòng hiếu thảo tâm thành, dù xa luôn luôn nghĩ đến ông bà tầm duyên tạo phước để mà đền ơn. Cô nay ở cạnh thất sơn thấy người hiếu hành tâm chân, cô vui mừng chúc con mọi bước tưng bừng hân hoan trên đường đạo vui mừng nhẹ an. Giờ này đất núi An Giang nhận lòng người hiếu đạo xin ban ít lời, có chi con cảm thông cho cô thời, nếu mà sơ sức thì cùng thời con bỏ qua. Thương người ở từ bên xa, tâm lòng hiếu thảo cô mà ghi ân. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô Năm đã tặng cho chị Nguyễn Nét một bài thơ để kỷ niệm. Tiến Dũng cũng cảm ơn chị đã gieo duyên cho Tiến Dũng đến am của cô Năm để được cúng dường cho các sư tăng ni tại am của cô Năm ngày rằm 14 tháng 7 ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc cho gia đình của chị luôn luôn bình an, hạnh phúc và thân tâm luôn luôn an lạc, gặp nhiều may mắn. Và con chúc cho cô Năm luôn luôn dồi dào sức khỏe, đạo hạnh ngày càng tiến xa hơn và cao hơn, để sau này về với tổ với thầy ở miền Tây Phương cực lạc ha cô Năm ha. Dạ, cảm ơn con. Về cực lạc mới là hết khổ nha. Dạ. Chỉ có trong người, trong cái đời mà của người hiểu đạo với tu tập thì chỉ có mơ ước chị thôi. Dạ. Chứ cõi ta bà này đau khổ quá. Dạ. Không bà có khổ, dám ta bà trở lại nữa. Mong làm sao mình thoát cái cõi ta bà này để trở về nơi cảnh an lạc thôi, chứ không dám nào mà hướng cao về cực lạc là mình không dám, về cõi an lạc là được rồi. Thì cái gì mà mình ước gì đi, ước chị đó con, để mới hết khổ được. Chứ bây giờ mình phải cảm cái này là mình phải tu, phải tăng tiến hơn. Tại vì dân con biết không, khi mà con tụng kinh niệm Phật á, con người mình nó nhẹ nhàng như ở thiên đàng vậy đó, mà buông ra cái gặp cảnh này cảnh kia giống như xuống địa ngục liền vậy đó. Cho nên tu là phải có kinh, phải biết tụng kinh đó. Để chi? Để mình chuyển cái tâm mình cho một phút an lạc đó. Chứ không có phải mà mình được trụ an lạc
mà xin được một thời kinh để trở về một phút an lạc, để mình cảm được cái hai thế giới. Mà khi mình cảm được, mình nhận hai thế giới thì mình chấp nhận ở thế giới nào thì mình phải hành, mình đi con đường đó, mình phải làm việc đó để mình trở về cảnh đó. Cho nên cố gắng thì tất cả cõi ta bà này khổ, mà nếu ai cũng được hiểu được thì không còn đau khổ nữa. Bị gì không dướng vào đau khổ, lấy gì đau khổ, đã buông bỏ rồi đó, khó khỏi rồi. Nhưng mà khi mình tu, tất cả sẽ Đức Phật dạy tu, dạy tu để mình có một cái trường lực, để có mình nương vào thần lực của Ngài, nó mới diệt hết sự phiền não, nó mới được an lạc được. Cho nên Ngài biết chúng sanh đau khổ lắm, mới hết pháp, hết kinh, hết sách gửi lại, để kỳ ba màn chót này quyết tâm mình cùng nhau tu tập để mình thoát cảnh đau khổ. Khi mà tại sao mình thoát cảnh đau khổ? Mình không làm chuyện đau khổ nên là mình không có đau khổ. Luôn luôn mình mới muốn làm những điều an lạc. Mà khi mình đã có an lạc rồi, việc đau khổ tới mình cũng vẫn chấp nhận được, nó nhẹ nhàng hơn là mình không có biết tu tập. Thì mình chịu đựng không nổi. Giống như thí dụ như cái cảnh này, nếu mà ngoài đời mình gặp cái cảnh gì đó thì nó đau khổ nghìn trùng luôn. Mà khi mình biết tu rồi nó nhẹ nhàng. Ví dụ có thể mình đau khổ một năm hay hai năm, nhưng mà khi mình biết tu có thể một tháng, hai tháng thôi. Bởi vì mình biết mình buông thả nó ra, mình tìm vào, nương tựa vào pháp hạnh của Phật Pháp. Dạ, con xin chúc cho con Năm luôn luôn thăng tâm an lạc và sức khỏe nha con Năm ha. Rồi, dạ, con có dịp nào đó thì Tiến Dũng trở lại thăm cô nha. Rồi. Dạ. Cô Năm cảm ơn con. Dạ dạ dạ. Cầu mong cho con mọi việc, việc làm con được thành tựu, để giúp đỡ cho người nghèo đỡ cơn khó khăn. Dạ. Dạ dạ. Rồi con chào con Năm. Rồi chào con.